ai té xuống dưới. Người lạ mình đâu biết ai mà điều thấy nó té rồi làm dáng cái lỗ này nó bự lắm giờ bán luôn nè, vỡ ra nè. Ồ quá trời ơi. Vậy là ai? Ai lột? Ai lột vô lỗ này anh? Ơ vô chị, vô chị. Má ơi, vỡ lên là làm lại luôn á như vậy. Nhiều người lắm rồi, nhiều người té lột xuống rồi. Anh ơi. Ê ê ê. Ê chị chứ nó. Đây Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến. Hiện tại Phong Nguyễn đang có mặt ở dưới Hậu Giang và cô bác. Hôm nay là trời đang mưa bão rất là nhiều. Nhưng mà chuẩn bị đi xuống chỗ một cái hiện trường. Thì chúc Phong Nguyễn sẽ chia sẻ cụ thể cho ông bà cô bác xem ha. Trước nhất thì Phong Nguyễn gọi một lời chúc sức khỏe đến tất cả quý ông bà cô bác mình là quý khán giả đang xem chương trình nha. Đây quá trời người ta chảy dừa dừa nó quá coi xin nhẽ à. Đường này trời mưa lên là sình nó trơn lắm đó. Đất nó văng không bà cô bác. Hôm nay có chú nghề đó bà. Hôm nay dùng sâu dùng sao thấy chú cũng lộ ở đây đó chứ bà. Trời ơi, tới Hậu Giang là có chú nghề thôi. Rồi. Ngày về Hậu Giang là ngày gặp chú nghề à. Dạ. Chú nghề là chủ tục chủ tịch tỉnh. Tự vô ngồi trước đi. Ở bên chữ thập đỏ Hậu Giang. Đó. Ủa trên trước có vụ gì mà thấy đang xèo xèo nha đó bà. Đó, nhìn đi. Dạ. Đầu sắp sập. Như con nghe nói là cũng nhiều người té ngã thôi. Không biết nữa. Có ai té chứ không anh? Có. Dạ. Không có sắp té ngã đi đâu. Làm cái đó hang hư chứ. Ai té chị? Dạ. Ai té xuống dưới? Người lạ mình đâu biết ai mà điều thấy nó té rồi làm dáng đó. Chết rồi. Không. Không chết. Chú này té. Té hả? Vô ngủ với bé hả? Dạ là cái chú bị té hả? Chỗ này là chủ khu vực, chủ khu vực ở đây đó. Đi thôi mời bà con mình. Thôi lỡ mình coi cái cầu ra sao. Chị gọi thử cái cầu, cái cầu này có nhiều người té cho chị. Thấy hơi là cũng lấy dán đồ xe bạn đừng đi chứ. Rồi. Nghe nè chị. Nói chung cũng đang quay cầu chứ. Dạ. 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 Giờ chúc em điện chị. Có dán vô. Ừ. Ní. Hả? Có 6 7 người vòng vòng đó ra. 5 6 người hết. Mạnh. Dạ. Chú Nghệ ơi. Ủa, bữa con đi bên cái tỉnh của chú mà bây giờ qua vùng sâu vùng xa nào cũng đâu có dám mời chú đâu. Mà sao qua không thấy mặt chú nữa. Trời ơi, có gì đâu. Sao chú? Hôm nay con nghe nói là chú bận dữ lắm mà sao chú cũng thu xếp qua đây nữa. Trời ơi, bận cái này đi Long An á. Dạ. Long An có mời hành trình đỏ. Dạ dạ. Rồi bữa nay rồi công việc. Hành trình gì? Bữa nay hành trình cầu. À tụi con đâu có dám thông báo chú đâu mà chú cũng sao chú biết chú qua hay vậy? Trời ơi. Ơi cái này nó lột cái lỗ nè. Lỗ bự lắm. Ơi. Là thọt cái chân xuống rồi. Thọt chân xuống vừa luôn á ơi. Thọt chân xuống vừa gì? Cái lỗ này nó bự lắm giờ luôn nè, dở ra nè. Thọt chân rồi. Ra lên phong ra đi. Dở ra cho nó. Rồi dở thử ra anh. Hơi nặng lắm, nặng lắm. Không dở lên thử coi, nắm đầu coi. Anh đừng có thử nặng lắm, không có được. Đây 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 ghi luôn á. Lên rồi, dở này nè. Dở mạnh quá. Đó. Nặng lắm. Trời ơi. Nè, quá trời ơi. Vậy là ai? Ai lọt? Ai lọt vô lỗ này anh? Ai lọt vô cái lỗ này anh? Vô á. Dạ. Rồi, để xuống đi. Chúng giống đóng phim đi. Trời ơi, quá trời luôn. Vậy là biết bao nhiêu người lọt vô cái lỗ này. Rửa tay đi. Ê, đừng có lấy nước đó rửa tay nha. Đi vô nhà hay gì nha. Mà sao chú Nghệ biết mà chú Nghệ qua đây chú? Cái này cũng
mấy đứa em nó thông báo cho hay rồi chạy tới. Này ship bự mà. Nó ở đây là coi như là lính anh nghề á. Cái này quê hương. Dạ tức này chó lên cầu đó. Quá trời. Sao đại đại vậy đây? Rồi cũng lỗ nữa. Đâu 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 coi sao coi. Vậy là bên đây cũng lọt nhiều người nữa. Dạ lên dạ lên nghĩa. Nè rồi. Ơ vô vậy vô vậy. Má ơi, dỡ lên là làm lại luôn á như vậy. Vậy là có cái ông nào cũng lọt vô đây hả chú? Con nghe nghe nói có ông mà lọt đây chứ. Cũng đâu vớt được dưới hai cạnh này. Trời quá trời dữ rồi. Cái cầu này té rất là nhiều người đó mà cô bác, hai bên thì cũng không có những cái thanh trắng nữa. Bắt lâu lắm rồi. À. Lâu là bao nhiêu mấy chục năm rồi anh? Hai mấy năm rồi đó. Hai mấy năm. Không có điều kiện để mà sửa chữa lại đó. À. Quá trời bà con đang quá trời đông rồi. Đây khu dân cư bà con đông nhất. Dạ, tuyến đường vô tới trong này là vô tới Cà Mau luôn. Rồi, xỉu vào Cà Mau luôn chú. Ừ, con đường là xuống Cà Mau luôn nè. Đông dữ lắm. Nhà ở Liễn Biên vậy. Mấy ngàn á. Thì cậu là mấy ngàn hộ dân đó má. Tại vì liên xã mà, đúng không anh nè? Liên xã mà. Liên xã. Mấy ngàn hộ dân đi luôn. Trời ơi, dài xuống dưới tới vườn kia là mấy chục ngàn hộ dân. Dài tới Cà Mau luôn mà. Hèn chi, cái cầu nó hư về lọt nhiều người xuống sông là đúng rồi. Cho nên nhờ cái chạy ghe bên đây nè, mẹ em chủ chạy nè, em có dán đồ này kia rồi đóng. Làm bắt cho bà con đi tạm đỡ. Chó đứng bên thiệt thẩm luôn á. Con chó đầy dạng ghê. Chú này cho này đóng hả? Chú này dạ. Chú cho dán vòng vòng đây cho bà con đi hả chú? Rồi rồi. Chú thấy bà con đây té nhiều hay sao? Thì đi thấy té đó rồi mới cho dán đóng lại đi chứ không cho dán lấy gì đi. Dạ. Cái lỗ kia hình như là nhiều người lọt xuống lỗ lắm. Ờ, nhiều người lắm rồi, nhiều người té lọt xuống té mà có bị thương nhiều chưa? Có mấy bà bán đồ gãy rồi té thì nhiều. Mấy bà bán đồ gãy á. Bằng chở đồ đi hay bằng rào cải rồi. Rào cải rồi đó. Lọt xuống có bị trọng thương gì không chú? Thì té xuống nước vớt lên. Chạy mình mẩy hư đồ hư đã hết. Trên sông nào mà không biết bơi là cũng ngủm luôn á. Quá trời sâu quá. Đây bà con chủ yếu mình làm bằng cái gì chú? Làm gì để sống á? Làm rẫy. Làm rẫy. Ờ, rẫy. Thì có cái đường, cây cầu huyết mạch này để đi mà giúp cuộc bị hư. Ờ. Ừ. Rau cải rồi đó, người ta đi cũng đi đường này không à? À. Là khoảng bao nhiêu hộ dân chú biết không? Cái này không. Cái này hả? Không, cái này đông dữ lắm. Đông lắm. Đi thẳng Vũng Tàu luôn. Cái này là liên xã. Dạ. Đi thẳng vô Vũng Tàu luôn đi. Chạy ra Vũng Tàu luôn. Vũng Tàu. Vũng Tàu. Vô trong 10 mấy chục cây số trong á. Vũng Tàu Hậu Giang. Vũng Tàu Hậu Giang đó. Đó đó, đó người ta đi bán nè, người ta đi vậy đó. Đó đó đó. Đó vậy đó rồi. Đây người ta bán, người ta chở đồ vậy nè mọi người. Anh ơi. Ê chị chứ nó. Trời ơi tự nhiên vớt cái xong luôn á. Đó đó nhúng kìa. Quá trời xe nhúng không? Cái cây này hình như chấp mấy lớp phải rồi. Mấy lớp yếu là gãi là văng xuống sông luôn. Đồ nặng còn lúng dữ nữa. Rồi bữa nay con xuống con ghi chia sẻ chương trình của cây cầu địa phương chú ở đây á. Thì chú có mong mỏi điều gì không? Mong mỏi gì? Bây giờ cầu làm cây cầu lại cho bà con ta đi chứ. Giờ ở đây mình gom góp sao chú? Có gom góp gì chưa? Cái gom góp cái phần đó để hỏi ở trên đồ đây tôi cũng chưa có biết kìa, chưa gần nói đâu. Là có chưa có được đồng nào chưa chú? Chưa đâu. Ai chưa có ai đóng góp vậy? À cũng chưa có. Bà con xin thì người có người không. Khó khăn lắm. À, bà con vậy là chủ yếu đi làm rẫy đâu có nhiều tiền hả chú ha? Đúng rồi. Làm rẫy rồi đi làm thuê gì nè. Làm phụ hồ rồi này kia. Xin qua đây để nên là cuộc sống giờ nó rất là khó. Cho nên mà muốn mà đóng góp mà làm lại cây cầu này thì là không có điều kiện để mà bà con đóng góp. Con thấy chiều dài cây cầu này là dữ lắm á, chứ phải không phải rồi, cái này hai mấy mét. Hai mấy mét luôn. À, vậy kinh phí lớn lắm á. Cho nên bởi vì mà nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ để sửa chữa cây cầu để cho bà con đi lại thì phải nói là mong mỏi của bà con là rất là nhiều năm rồi. Dạ. Mình thấy cây cầu này nó thiệt là rong rêu rồi dữ lắm, nó trơn lắm nè. Ừ, bà con sao mình không có thiết kế hai cái thanh hai bên để chịu người ta đỡ vớt xuống chú? Tại vì nói chung ra thì ngày xưa cũng có nhưng mà nó mục rồi.
hai bên cũng có làm cái sắt hang lương rồi làm cái sắt lên mà nó một lâu năm quá. Hai mấy năm. Mỗi lần là ai lọt xuống đây thì chú với bà con đi vớt lên. Đúng. Trời té la làng đi mà hôm giáp phia người ta đi bán đồ nè. Chạy xe ngang thì nó té người ta la làng lại số súng ra rồi. Vậy phương tiện xe cổ vớt cái mình cũng mò lôi lên luôn. Đúng rồi. Trời ơi, vậy là nguy hiểm quá. Đấy, rất là nhiều năm mà không làm được cái cầu này. Anh này người trẻ tuổi thì còn đỡ đỡ chứ lớn tuổi nhưng mà phụ nữ mà mang thai có bầu là vớt đây là đúng rồi. Túi luôn. Cho nên thì hôm nay được Mạnh Thường Quân đến mà hỗ trợ để làm lại cây cầu này thì bà con rất là mừng và bà con phấn khởi lắm. Dạ, giờ thôi mình vô đây đi, trời mưa quá chút. Đây bà con đang rất là đông. Bệnh sao mà? Má thấy tình hình thế sao á? Thì hỏi bà con đây chứ sao tôi biết được anh? Má cảm nhận theo cái khách quan của mình không? Tại vì mình thấy lỗ quá trời, bị gãy, bị sập, mình sợ. Mình đi ngang, mình sợ. Mình đi không đây, mình đi bộ, mình còn sợ. Đi bộ còn sợ nữa chứ đi xe sợ đúng không? Sợ nó lọt dưới. Vậy là người, bà con đây báo chú nghề là đúng rồi. Ở đây đi là mấy anh không dám đứng giữa cầu nữa, sợ nó sập á, đông quá, yếu. Dạ. Nó sập nữa bà con. Sập đó làm chất lượng nó cũng đâu có đảm bảo giống như hiện tại giờ đâu á. Hồi xưa mấy chục năm rồi mà. Dạ. Cái vàng giữa là mình phải câu khách. Sao chị Phụng? Chị thấy hiện trạng cái cầu này chị thấy sao chị? Chị thấy hiện trạng cái cầu này là cũng quá tệ rồi, xuống cấp lắm rồi. Cầu xây dựng cũng trên 20 năm rồi. Lúc đầu cũng có lan can mà tới bây giờ nó cũng mòn, nó gãy hết rồi. Thấy rồi là bể nhịp giữa nó cũng bể hết rồi. Nhịp giữa bể thì chị em thấy chim sắt với nè. Bể rồi đó là... Xong rồi đó là mình thấy là nó cũng lủng lỗ nhiều lắm rồi. Nó không có đảm bảo được cho bà con với học sinh đi học. Cũng như là bà con ta đi tới đi lui rồi, người ta lưu thông rồi nó cũng không có được dễ dàng. Mình thấy cái này đúng là cái cầu này cũng nên là mình vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ để mình xây dựng mới lại, tạo điều kiện cho các em học sinh đi học. Cũng như là bà con mà mua bán rồi này kia, người ta chở hàng quá rồi ra chợ người ta bán nó được thuận lợi dễ dàng. Để nãy giờ nghe mấy chú mấy cô phản ảnh cũng có một số người cũng là chạy ngang cầu này rồi đó là không có lan can, không tay dựng gì hết trơn rồi nó té xuống hư đồ, hư đạc hết trơn rồi hư xe cộ rồi ảnh hưởng tới tính mạng. Nếu mà mình cái tình trạng mà để lâu quá như vậy á, sợ đó là lâu ngày nó ảnh hưởng tới tính mạng của con người nữa. Dạ. Mình thấy cái này là rất là bức xúc, cần thiết để mình làm. Dạ, cảm ơn chị Phụng nhiều ha. Cái cầu dưới mấy cái chân nó mục hết rồi đó bà cô bác. Cái phòng quậy xẻo à. Bị mòn hết rồi. Làm 20 mấy năm rồi. Cái này cái cầu bây giờ cái chân cho có thôi chứ bây giờ nó mục hai mấy cái vòng vòng nó bể hết rồi. Còn sắt ở trong thì nó hồi đó làm cũng đâu có đảm bảo chất lượng đâu. Phong quay chia sẻ chi tiết nhiều cái để cho ông bà cô bác xem để biết cái hiện trạng cây cầu như thế nào. Chị người dân địa phương hả? Hả? Chị thấy cây cầu bây giờ như thế nào chị? Trời nó gãy nó mục hết trơn rồi, chạy ngang nguy hiểm lắm á. Ngang nguy hiểm ha. Dạ. Chị thấy ngay sát bên cây cầu chị thấy chứng kiến nhiều vụ té cầu không? Dạ nó nào hay nó có té nhưng mà người ta đi người ta dướng ra hoài rồi em mất dở đít giùm người ta hoài luôn á. Nghiệp người ta buôn bán á. Dạ chị thấy nguy hiểm ha. Dạ nguy hiểm. Té thì nào hay học cũng không. Chị cũng mong mỏi điều gì từ phía cô bác Mạnh Thường Quân không? Dạ mong mỏi là xây giùm lại cho cây cầu mới cho dân người ta đi. Dạ. Bây giờ cây cầu nó mất tiền quá tại nó bự quá, nó dài quá rồi sao? Dạ mong các Mạnh Thường Quân giúp đỡ giùm đi. Chị có chung tay được không? Dạ, có người có gì giúp nấy? Dạ thì có sức giúp sức. Dạ. Có sức giúp sức ha. Dạ. Rồi thôi em cũng còn mong bà con mình có cái cầu để đi tới đi lui thuận tiện ha. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Này, anh ở đây chủ yếu là làm nông, với bán đồ rẫy, với đi làm hồ là chính. Thu nhập ngày cũng ít trăm thôi mà cô bác. Nắng mưa thì cũng hên xui nữa. Này. Phong đứng bên đây dội quá, quay chia sẻ cho ông bà cô bác xem
cho nó chi tiết. Đây. Quá trời cầu, giờ nó muốn bể hết luôn rồi, còn gì đâu nữa. Mục hết rồi. Ở trời mưa thì cây cầu nó rong rêu, trơn như lóng đó ông bà. Sắt nè, sắt nó mục hết rồi, sắt mục nó bể hết rồi. Mà cái lỗi mới bằng luôn. Dạ. Cái lỗi mới bằng là 40 mấy năm rồi đó. Dạ. Ba bốn đời chủ tịch rồi mới bằng, rửa cái lỗ được. Dạ. Đứng trên ngay giữa cầu cảm nhận nó thấy cũng hồi hộp lắm đó các bác. Thấy nó sự nó giống như không còn chắc chắn, mình không có cảm giác an toàn. Cây này mấy người chú sát bên người ta cũng cho để ta đóng lại thôi. Có lỗ nữa. Xe này mà hai bên hai chiếc xe mà tránh hai bên là cũng căng lắm á. Chức chủ tịch. Là phó chủ tịch ha, đây là địa phương như thế nào anh? Đây địa chỉ như thế nào? Đây là khu, ở đây là hiện tại là khu Việt Nam phường Thành, thành phố Ngã Bảy. Dạ dạ. Anh thấy hiện tại là cây cầu đó nhiều người dân cũng đang mong mỏi để sửa chữa đó. Nhưng mà sau khoảng thời gian nó dài quá mình chưa có khắc phục được hả anh? Thì nói chung là cây cầu này cũng lâu năm rồi. Được cái thì hộ dân thì giáp hai xã, phường Thành với xã Tân Hưng. Dù là hai xã nhưng người dân thì trên địa bàn qua lại cái chỗ cầu này rất là nhiều, đặc biệt mấy em nhỏ nó đi học cũng tiếng này. Qua đó thì cái cầu nó hư hỏng nhiều năm nay, thì giống như hiện trạng bây giờ mình đã đi đấu xét đi đó, thì cũng rất là có người dân rất là có nhu cầu để được xây lại để phục vụ cho bà con mình đi lại. Anh thấy cũng nhiều người cũng té ngã rồi đó. Thì ở đây chủ yếu người ta làm nông với học sinh làm nhỏ nhiều ha. Dạ. Thì tình trạng thực tế xã vậy anh mới báo cáo cho cái lãnh đạo cấp trên hả? Dạ. Chú Nghệ đây ha. Chú Nghệ thì cũng chỉ đỡ của tỉnh. Dạ, dạ. Cũng có nhiều năm nay cũng nói chung là cũng xin chú. Dạ. Qua khảo sát chú cũng có kiếm hỗ trợ mình quân để hỗ trợ cho địa phương. Dạ dạ. Để cầu để mình xây dựng mới lại để đảm bảo cho người dân mình đi lại. Vì kinh phí địa phương thì cũng không có. Trước đây thì hiện nay địa phương rất là khó khăn về kinh phí. Cũng để nhiều năm liền với những nó lũng lỗ này kia thì mình cũng lấy giá mình đắp lên để cho người dân đi thôi, như mà nhu cầu tới mùa nước lên thì rất là không có đảm bảo cho người dân đi lại. Thành nó chân chợt cho hai bên nó cũng không có thanh để đảm bảo á. Không có lan can. Nguy hiểm á. Dạ. Thì anh báo với chú Nghệ đây là lâu chưa? Cách cũng cách đây cũng 6-7 tháng nay. 6-7 tháng hả? Nhưng bên nay cái cơ duyên như thế nào mà chú Nghệ ha? Một vị chủ tịch tỉnh Thập Đỏ liên hệ với bên đoàn của tụi con. Nói chung là ủy ban phường thì cũng có báo cáo vấn đề cầu hư hỏng nhiều. Chẳng những một cây cầu của kêu gọi cầu Hai Dưỡng. Yeah. Nhưng còn bên kia có cây cầu Bà Khá nữa, nhiều cây cầu mặc dầu đô thị nhưng mà vẫn còn cầu kỳ cho bà con đi rất khó khăn. Bữa nay có duyên gặp thì cũng nhờ các nhà hảo tâm, nhà mạnh thường quân hỗ trợ cho phường Hiệp Thành có được cây cầu nóng nhịp đôi bờ. Bên đây thì của khu vực 5 của phường Hiệp Thành, ở bên kia ấp phó đường của xã Tâm Quốc Hưng liên ấp. Dạ, dạ. Mà cây cầu này đi được thì nối dài kia tới, có thể là đi tới tới gần gần Cà Mau, Bạc Liêu, Phú Lộc này kia. À. Đi tới xuống dưới luôn thì cây cầu này nối về con sông là Quảng Lộ Phụng Hiệp. À. Cà Mau. Dạ, nhờ các nhà hảo tâm đến xem và có cái chợ giúp được cây cầu để cho bà con đi được dễ dàng, cho các em học sinh đi dễ dàng hơn trong những mùa mưa bão. Dạ, vậy là cái lưu lượng mọi người tham gia qua lại đây là khá là đông hả chú ha? Đúng rồi, người đi qua cây cầu này khá đông hàng ngày. Vậy là cái tình hình, nói chung là tình hình cũng của nhiều địa phương giống như anh đây thì cũng chia sẻ. Có thể là do cái cầu hư hỏng thì nhiều địa phương, nhưng mà nhiều cây cầu sập nữa
mà thì cái kinh phí, kinh phí không có, nhưng bên cạnh đó là mạnh thường quân thì cũng chờ để có điều kiện đi làm có tiền thì mới dám báo cáo. Thì gắng cố gắng giúp được cái cầu này đi, rồi sau đó cái cầu còn cái cầu Bạc Hà nữa cũng nhiều của cũng ở phường này nó chứ đây cũng giáp chứ nông thôn chứ không phải đô thị mà hoàn chỉnh hết. Bên cạnh đó ở miền sông nước thì tính ra chung chung nghề cũng nhiều. Chờ đợi đó mình thường quân có tiền mới dám báo cáo đó. Rất mong các nhà mạnh thường quân xem xét rồi có nhất là xây cây cầu này thì nếu có điều kiện tiếp tục. Thì cũng tùy duyên không có dám ha chú à. Tùy duyên thôi chứ giờ hứa không có hứa được. Đúng rồi. Cố gắng. Bà con ở đây mong mỏi mình cũng mong chờ ha, với địa phương mình cũng nở một phần quan tâm gì đó. Thấy chú Nghề là rất là có tâm luôn á, khu vực nào cũng có mặt gương mặt của chú hết. Từ cái nơi mà cái khu vực đang làm việc trực tiếp tới mọi khu lân cận nữa. Thì mình thực hiện ở đây trong tỉnh Hậu Giang nè, nơi nào khó khăn thì cũng chỉ tới thôi. Tâm Ngọc có xuống đây có được sự giới thiệu của anh Nghề cũng như anh Phát, Phát là phó chủ tịch Dư Phụng giới thiệu là cho một cây cầu rồi nó hư tê tua tơi tả lũng một lỗ bà con với các em học sinh đi rất là nguy hiểm. Thì nãy giờ là Phong Nguyễn cũng theo quay là khảo sát cây cầu là nó xuống cấp quá trầm trọng rồi. Thì hôm nay vậy sao thì thôi thì nãy giờ kính thưa bà con cô bác, thì nãy giờ vợ chồng em với chính quyền địa phương với lại bà con đây cũng có khảo sát cây cầu, thì nghe cái sự mong mỏi của chính quyền địa phương và bà con ở đây thì rất là khó khăn. Thì để về đi rồi vợ chồng em tính lại, rồi cũng nếu mà cấp bách thì mình tính theo cái sự cấp bách để cho bà con khỏi nó lo lắng. Thì chắc chắn là làm rồi phải không? Dạ, rồi về, nhưng mà để về coi là... Kinh phí? Dạ đúng rồi, kiếm tiền. Kiếm tiền xin mấy anh mấy chị nước ngoài nè. Thôi bà con cũng yên tâm ha. Vậy là thôi giờ mình bước khảo sát, vậy là mình cũng kết thúc đây nha Tom. Rồi hy vọng là về mình sẽ tiến hành nơi đây sẽ được một cây cầu mới nữa. Rồi cũng xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác ở đây đã chịu dầm mưa với tụi em. Hôm nay trời bão. Dầm mưa có cầu mới dầm đi. Dầm mưa với tụi em rồi cũng dầm mưa xin có cầu mới cũng mừng người không có gì. Cũng xin cảm ơn chị. Cảm ơn tất cả quý nhà hảo tâm và coi như là bà con cô bác trên cộng đồng mạng đã cùng đồng hành với Phong Nguyễn với tụi em. Xin kính chúc tất cả quý vị đều được an vui, hạnh phúc ạ. Xin chào bà con. Rồi. Rồi.